tôi đi diễn ở múa rối của Trung ương tổ chức về là hội diễn thì là có được vài chục triệu thì về cũng tu sửa vào con rối rồi thì sắm đồ thôi, chứ còn thì nếu mà bây giờ mà đâu họ có mời diễn thì được 1-2-3 triệu thì cũng anh em cũng chia nhau mỗi người thí, chứ cũng không được nhà nước tài trợ mấy. Phần này thì sẽ chỉ khoảng trong khoảng 10 đến 15 phút tức những màn trình diễn và cũng như là tọa đàm giữa các nghệ nhân và nghệ sĩ. Bảo tồn di tích và dối cổ thì tôi nghĩ là không khó khăn, nó chỉ khó khăn nhất là cái con người, diễn viên có đam mê hay không, diễn viên có đam mê mà gia nhập vào đoàn hay không. Chứ còn cái bảo tồn thì tôi nghĩ còn chúng tôi thì cũng có lẽ không khó khăn. Ở cái bảo tồn đó ở chỗ là chúng tôi là những người kế tục được, theo các cụ được, nhưng mà sau chúng tôi liệu có ai theo hay không? Cái sự kiện này nó sẽ có một cái điều rất là quan trọng, là thứ nhất là cho các bác nghệ nhân thấy là họ rất là được trân trọng với những cái mà họ đang làm, và thêm nữa là sẽ có nhiều bạn trẻ hơn, có nhiều người hơn biết đến một nghệ thuật múa dối cạn, và đấy là cách mà tôi nghĩ là rất là tốt để bảo tồn được cái môn nghệ thuật cổ này. Gia đình nhà tôi có 7 đời, tôi là đời thứ 7, được các cụ, các ông và bố mẹ truyền lại cho cái nghề rối nước này. Thì các cụ cũng đã nói là dân làng tôi lúc nào còn làng già thì vẫn còn rối nước, nếu như làng già mất thì rối nước sẽ đi vào cái lịch sử mãi mãi. Có hai trích đoạn chèo.